Giá chung cư tăng chóng mặt, nhà đầu tư cẩn trọng. Dữ liệu mới nhất từ Linh Đính Kèm, kênh thông tin dịch vụ bất động sản số 1 Việt Nam cho thấy giá chung cư Hà Nội từ đầu năm đến nay tăng gần 17% so với cùng kỳ 2023. Không ít dự án có mức tăng giá trên 20% chỉ sau một năm và vẫn tiếp tục. Ông nhận định như thế nào về giá căn hộ chung cư tại Hà Nội hiện nay, thưa ông? Dữ liệu phân tích của Linh Đính Kèm VN quý 1 năm 2024 cho thấy trên thị trường chung cư tại Hà Nội đang chứng kiến diễn biến tăng giá mạnh của sản phẩm căn hộ chung cư dưới tác động từ kinh tế vĩ mô và những thay đổi về luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Danh sách các dự án chung cư đang chứng kiến giá giao bán căn hộ tăng mạnh tại Hà Nội như Joy O City, Dơm Jai, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Sudico, Sun Grand City có giá tăng đến 33%. Mipec Rubik 360, Vinhome Westpoint tăng 28%, Đại Thanh tăng 27%, Season Avenue tăng 26%. Tuy nhiên, qua khảo sát, sự tăng giá này đang phần nào phản ánh quan hệ cung, cầu. Ở Hà Nội, nguồn cung chưa đủ đáp ứng nhu cầu, dẫn đến hiện tượng giá vẫn đi lên. Trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, giá giao bán chung cư cũng có xu hướng tăng, song mức tăng chỉ khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường chung cư các tỉnh phía Nam thời gian qua đã chứng kiến nhiều đợt điều chỉnh, khiến mặt bằng giá neo ở mức cao, nên giá chung thời gian tới sẽ đi ngang hoặc biến động không quá lớn. Ông dự báo như thế nào về mặt bằng giá chung cư thời gian tới, thưa ông? Dự báo giá căn hộ chung cư vẫn có thể tiếp tục tăng nếu nhu cầu vượt đỉnh cũ. Dựa trên dữ liệu lớn của Linh Đính Kèm, lượng nhà đầu tư tìm mua căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng đáng kể từ quý 2 năm 2023, đạt đỉnh vào tháng 8 năm 2023. Sau đó, lượng người bán ra chung cư lớn khiến lực cầu giảm. Từ tháng 12 năm 2023, nhu cầu tìm kiếm chung cư tăng mạnh trở lại. Đến tháng 2 năm 2024 đã gần quay về đỉnh của tháng 8 năm 2023. Phân khúc bất động sản chung cư cùng với đất nền, đất dự án đang được nhà đầu tư quan tâm nhất trên thị trường bất động sản. Nên từ đầu năm đến nay các giao dịch giữ nhịp tăng mạnh. Lượng tìm kiếm tăng tương ứng 59%, 110%, 77% so với cùng kỳ năm trước. Sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư hiện nay cho thấy đang vào giai đoạn thị trường bắt đầu khởi động chu kỳ phát triển mới. Vậy, ông có khuyến nghị gì với các nhà đầu tư? Nhà đầu tư mua bán bất động sản cần dành thêm thời gian quan sát diễn biến thị trường giai đoạn sắp tới, khi lượng cầu đang sắp chạm điểm kháng cự. Nếu mức độ quan tâm đối với sản phẩm căn hộ chung cư những tháng tới vượt đỉnh tháng 8 năm 2023, có thể dẫn tới việc mặt bằng giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu hạ nhiệt, giá chung cư sẽ có sự điều chỉnh. Kịch bản thị trường bất động sản trong quý 2 năm 2024 sẽ còn có những diễn biến bất ngờ trước sự dịch chuyển về nguồn cung, lực cầu, giá cả của các phân khúc bất động sản. Sau quý 1 năm 2024, nhà đầu tư kinh doanh bất động sản cần theo dõi sát thông tin kinh tế vĩ mô và động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản liên quan đến các quy định sửa đổi trong các bộ luật liên quan đến thị trường mới thông qua. Cập nhật diễn biến cung, cầu, giá bán trên cho thuê, lợi suất đầu tư các loại hình bất động sản nổi bật dựa trên dữ liệu lớn của Linh Đính Kèm để có phương án đầu tư phù hợp. Nghiên cứu các bộ luật sẽ tác động như thế nào đến thị trường, chủ đầu tư, đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng bất động sản. Đặc biệt, nhà đầu tư cần nắm rõ thông tin về số lượng, chất lượng các dự án mới chuẩn bị tham gia thị trường, tiêu chuẩn và năng lực phát triển dự án của các chủ đầu tư, vì các quy định mới trong các bộ luật liên quan thông qua đã thắt chặt các điều kiện bắt buộc đối với chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.